Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Diệu Huyền. Ăn mòn năng lực của không gian linh khí, quả nhiên là thủ đoạn của ma tộc. Ta tu hồn tông ma tông, ngươi đã đem bút tụ tập đầy đủ hết rồi. Thế giới giả tạo này hủy hoại đi nào được rồi, cho dù là hiến thân cho ngô chủ. Hãy sám hối đi. Nếu như linh khí không sử dụng được sức lực, thế thì hãy thử uy lực thuần túy. Chúc mừng ký chủ đã hoàn thành nhiệm vụ, giành được phần thưởng. Chuyện phần thưởng để lát nữa rồi tính tiếp. Người này đều có liên quan đến hồn tông ma tộc, trên người có lẽ là còn có một vài manh mối mới đúng. Muốn chạy sao? Cái thứ này có chút quen mắt. Hơi thở của ma tộc hoàn toàn biến mất rồi. Sư tôn sắp quay lại rồi, hai người các ngươi vẫn chưa xong sao? Sư tỷ chờ thêm một chút nữa, độc của ta không có tác dụng với hắn, vậy bỏ chút thời gian mới được. Đừng mong chờ vào ta chỉ là phụ trách bổ sung linh lực mà thôi. Chết tiệt, thật sự là đáng chết. Này, đừng có chạy đông chạy tây nữa, sư tỷ của ta đều không kiên nhẫn đợi được nữa đâu. Nhanh đến đánh với ta một trận. Nếu không đợi sư tỷ, nếu không, đây, đợi sư ta sư tôn của ta đến rồi thì ngươi chết chắc. Chết tiệt, đây là kịch độc của Thanh Xà Thượng Tiên. Những người này sao lại giống như là không bị gì vậy? Nếu như đã không có tác dụng, thế thì hãy dùng sức mạnh để giải quyết. Ai sợ ai chứ? Chạy trốn được rồi sao? Gamma thì vẫn nên luyện thêm một chút đi. Yêu đan này còn có thể tăng cường nhục thân lợi hại như vậy sao? Lần sau, phải để cho mật mộng chết tiệt đó cho mình mượn dùng một khoảng thời gian rồi. Ly Nguyệt thối tha, ngươi đừng mơ. Ngươi chạy rồi. Lửa còn sợ gì không có củi đốt? Ba lội hắn chứ, Bạch Lạc Trần chết tiệt, thu nhận đồ đại sao lại mạnh đến như vậy? Yo, thật là trùng hợp. Vừa nãy đang còn tính đi tìm ngươi đấy. Bạch Lạc Trần, Diệp Huỳnh đã đến lúc lên đường rồi. Trước tiên ngươi đừng sợ, để cái thứ trên đầu của ngươi nghĩ cách rồi tìm một chút. Mộng tỷ làm phiền rồi, làm mơ đi, ta chỉ có cảm ứng với bảo vật mà thôi. Sư tôn, ngươi quay lại rồi. Sư tôn. Lý Nguyệt, đoá đoá tiểu mộng, qua đây xem cái thứ này đi. Quen mắt hay không, đó không phải là bảo bối của ta hay sao? Ngươi muốn trả lại cho ta hay sao? Đấy nà, cái này là ta tìm thấy từ trên xác của Thanh Xà Lang Quân ma hóa. Tiểu mộng, cái đó ngươi từ đâu mà tìm được vậy? Bảo bối này khi ta đang quần đi du lịch Lam Hải, phát hiện được ở trong một cái thôn. Người ở đó hình như nào đều rất cung phụng thứ này. Ta thấy bên trong đó có sức mạnh không biết tên, nên tò mò mượn về để chơi. Năm đó lối vào của ma tông mà ta phong ấn cũng nằm ở Lam Hải. Xem ra hồn tông và ma tộc có dây dưa không tầm thường. Trước tiên phải quay về Thanh Loan Phong. Thanh Loan Phong tràn ra rồi. Cứ quen dần đi là được. Đợi nát nữa khi thu dọn hành lý xong, ta sẽ đưa đá đóa đi báo với viện trưởng, tiện thể qua bái lễ. Lý Nguyệt, ngươi đi đến khoa tứ nghệ tìm Tử Năng. Tử Năng, lần này không có cô ta là không được. Chuyến đi này vất vả, các ngươi hãy chuẩn bị tâm lý trước. Sư tôn. Thỏ mà cũng biết tháo nhà hay sao? Tiểu Nùng đang còn làm trò gì vậy? Nhiều củi thật. Lục tỷ, ăn cà rốt đi.
Đã lâu rồi tỷ vẫn chưa ăn cơm. Cảm ơn, ta không ăn, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại để củi khắp nơi thế? Lạc Trần ca ca, Man Man đâu rồi? Tiểu Ngô chào. Ly Nguyệt tỷ. Não Bạch, người hãy mau giúp đỡ đi, não đại cô ta. Đừng sợ, nói từ từ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Tôn giả, tình hình của Man Man các hạ còn nghiêm trọng hơn ta suy đoán. Mời đi qua đó một chút. Đây là giọng của Tử Lang sao? Ta sẽ đến ngay. Lão đại, Man Man sao lại biến thành như vậy? Ta đã dốc hết sức lực rồi. Tử Năng, Man Man đây là tình huống gì vậy? À, giáo viên Bạch, nhìn có vẻ giống như là thần hồn mị, thần hồn phân nì. Giáo viên Bạch anh mình, giống như ngài đã nói, tình hình cơ thể của Man Man khá khá đang còn bài xích linh hồn của cô ta. Ta chỉ có thể dùng câu hồn tinh tạm thời khóa lại hồn phách, nhưng rất nhanh cũng sẽ không thể nào chịu đựng được nữa. Lão đại, ta nhớ câu hồn tinh là dùng sinh hồn để làm nhiên liệu. Sinh hồn của ngươi từ đâu ra? Ta bổ sung sinh hồn cho gia súc của cả học viện, cho nên mới không duy trì được trong thời gian dài. Man Man các hạ bây giờ đang còn dựa vào tu vi để chống đỡ, nếu như không có câu hồn tinh duy trì, hình thần câu diệt cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng mà nếu như là dùng lượng lớn sinh hồn thì... Được rồi, ngươi không cần phải nói nữa. Tiểu Lục, ngươi muốn đi đâu vậy? Tránh ra. Ta nói là không tránh đấy. Không tránh, ta sẽ chém chết người. Man Man là một người rất là dịu dàng. Chuyện trong đầu của ngươi cũng đừng hòng nghĩ đến. Thế phải làm sao, ta không biết. Yên tâm, cứ giao lại cho ta là được rồi. Xong việc.